Có chuyện có việc, đương nhiên có chuyện, Diệp Thần cười hắc hắc, sau đó phát tay đem một cái túi lượng đồ lấy ra. Cái gì? Sở Linh Nhi theo bản năng nhận lấy, nhìn vào bên trong, phát hiện bên trong chứa rất nhiều đan dược, tam văn, tứ văn, ngũ văn đều có, hơn nữa còn không ít. Người lấy đâu ra nhiều đan dược như vậy? Sở Linh Nhi kinh ngạc nhìn Diệp Thần. Người đừng quên, ta chính là đan thánh, Diệp Thần chỉnh cặp cổ áo, cũng không quên tự luyến mất mái tóc hơn nữa đẳng cấp linh hồn hiện tại của ta là thiên gia nha, trao cuộc không trao trời thiên giai sở linh nghi ngọc thủ không khỏi che miệng ngọc vẻ mặt khó có thể tin nhìn diệp thần lúc này mới bao lâu thanh niên trước mặt này rốt cuộc đã trải qua cái gì tốc độ thăng cấp này có nên dọa người như vậy hay không a à, còn có cái này diệp thần bên này lại phất tay đem âm minh tử đem lôi viêm triệu hoán ra âm minh tử tướng Sở Linh Nhi lúc này liền nhận ra, nàng đã từng gặp qua âm minh tử tướng sao có thể không nhận ra, giống nhau lạnh như băng, đờ đẫn như nhau, hai mắt trống rỗng. Cấp bậc chuẩn thiên cảnh, lợi hại không? Diệp Thần lần thứ hai nhếch miệng cười. Cấp bậc chuẩn thiên cảnh, Sở Linh Nhi cả kinh, nhìn về phía Diệp Thần. Ngươi làm sao có được loại âm minh tử tướng cấp bậc này? Vậy ngươi thì đừng quản, Diệp Thần mím tóc, cười hắc hắc. Trong ngươi phòng thân đưa, đưa ta, sở linh nhi sừng sốt một chút, chưa từng nghĩ tới diệp thần sẽ đem một tôn chuẩn thiên cảnh âm minh tử tướng như vậy đưa cho nàng, lễ vật này quả thực quá quý trọng, quý trọng làm cho nàng có chút không phản ánh lại. Chuẩn thiên cảnh âm minh tử tướng thật là lợi hại, vẫn là ngươi giữ lại đi phòng thân đi, sở linh nhi phản ứng lại cuốn quyết nói. Cho người người liền thu lại, còn khách khí với ta, diệp thần đấm lỗ tai. Hơn nữa, ta còn có, so với thủ đoạn bảo mệnh, toàn bộ người viêm hoàng không có nhiều người hơn ta muốn giết chết ta không có dễ dàng như vậy nhưng mà vậy nhiều như vậy là được diệp thần lúc này đem linh hồn lạc ấn trong cơ thể lôi viêm thu đi a à, rất đơn giản đem linh hồn lạc ấn của ngươi ở bên trong là được rồi cùng thao túng khôi lỗi giống nhau rất thuận tiện bướng bỉnh không qua diệp thần sở linh nhi vẫn là trụ cột một tia linh hồn lực đánh vào đầu lôi viêm lạc ấn ở trong đó rất nhanh, nàng liền cùng lôi viêm thành lập liên hệ, hơn nữa còn có một loại cảm giác kỳ diệu. Thật đúng là giống như khống chế của lợi thuận tiện, tâm niệm vừa động, lôi viêm sẽ vô điều kiện chấp hành mệnh lệnh. So với khôi lỗi mạnh hơn nhiều, Sở Linh Nhi rất là tò mò, không ngừng ra lệnh cho lôi viêm làm đủ loại động tác. Hơn nữa, nàng trở thành chủ nhân mới của lôi viêm, có thể cảm giác được lôi viêm cường đại, phải biết rằng đây chính là âm minh tử tướng cấp bậc chuẩn thiên cảnh, ngày đó bốn người bọn họ hợp lực cũng không giải quyết được lợi hại đi, thấy sở linh nhi tò mò thao túng lôi viêm, diệp thần không khỏi cười hắc hắc. chuẩn thiên cảnh âm minh tử tướng đương nhiên lợi hại, sở linh nhi thản nhiên cười, lật tay thu lôi viêm, trong lòng còn có một loại cảm giác ngọt ngào khó hiểu. a, à, ta chỉnh sửa có thể không lợi hại sao? diệp thần nhếch miệng cười, sau đó liền bắt đầu lắc đầu hạt dưa, ở trong phòng nhìn tới nhìn lui, nhìn xem cái này nhìn xem, chính là không nói đi. thấy thế, sở linh nhi nhìn sắc trời lại nhìn về phía Diệp Thần. Cái kia, sắc trời đã muộn, người nếu không trở về nghỉ ngơi. Tối nay ta sẽ ngủ ở đây, Diệp Thần đã chạy đến bên giường, nói xong còn không quên lấy tay vỗ vỗ phán giường. Ừm, coi như rắn chắc, còn không tính là nhỏ, đủ cho hai người ngủ rồi. Nghe vậy, trên gương mặt sở Linh Nhi không khỏi hiện ra ửng đỏ. Nàng xem như biết Diệp Thần thâm nửa đêm tới làm gì, đưa âm minh tử tướng chỉ là cớ đầu, dùng ý chân chính của hắn là muốn chạy tới ngủ. Qua. Wow. Bên này, Diệp Thần đã đem một phen kéo ra áo ngoài, một cái gấu ôm nhào vào trên giường, hung hăng người mùi hương phía trên, cũng rất là hưởng thụ, người người liền hắc hắc cười một tiếng. Thật hương. Ngươi, ngươi ngủ ở đây, ta sẽ đi nơi khác, thấy Diệp Thần như thế, hai má sở linh nhi càng đỏ lên, lúc này xoay người, muốn chạy trốn rời khỏi nơi này. Đi đâu, Diệp Thần nhanh hơn, nhảy xuống giường, tiến lên liền đem sở linh nhi kéo lại, một phen kéo vào trong ngực mình. Diệp thần, chúng ta, sở linh nhi có chút bối rối, trái tim đập nhanh, đặc biệt là khi cảm giác được hạ thể có một cái gì đó cứng rắn chống đỡ, hai má trong nháy mắt đỏ thấu. Nàng tuy rằng cùng diệp thần đã lên giường, nhưng đó là ngoài ý muốn, là ở dưới tác dụng hợp hoan tán, thần chí không rõ, khi đó nàng, cái gì cũng không biết, chứ đừng nói là nữ tử rụt rè. Nhưng lần này thì khác, lần này nàng rất tỉnh táo, hoặc có thể nói, đây là lần đầu tiên nàng trải qua chuyện như vậy. Ngươi cùng sư phụ có ngày nào đó, nhưng ở trước mặt hạo thiên huyền trấn nói các ngươi là thê tử của ta, như thế nào, còn muốn chơi xấu sao, đầu diệp thần đã chôn vào trong tóc sở linh nhi. Ngươi, ngươi biết, sở linh nhi không khỏi nghiêng đầu nhìn về phía diệp thần. Đương nhiên biết, ta khi đó lại không chết, tất cả người bái tế ta ta đều biết, một câu nói kia ta đều nhớ rõ, ta vẫn luôn nhìn, diệp thần nói xong, miệng đã kể sát vào bên tai sở Linh Nhi, lúc nói chuyện cũng không quên thổi một hơi nóng vào bên trong. Người thậm chí biết, nhưng, nhưng, ôi, ôi. Nào có nhiều như vậy mà, sở Linh Nhi còn chưa nói hết, đã bị diệt thần cắt đứt. Hơn nữa, đây là tay đã rất không thành thật, trên dưới tay, ở thân thể mềm mại của sở Linh Nhi sờ tới sờ lui, thân thể của nàng tựa như tràn nhập ma tính, làm cho hắn các bản không dừng lại được. Lần này, Thân thể mềm mại của Sở Linh Nhi mềm nhũn, toàn thân đều là cảm giác tê dại, Diệp Thần như vậy, làm cho trong đầu nàng có chút chóng váng. Diệp, Diệp Thần, Sở Linh Nhi theo bản năng dãy ruộng. Ta, ta chưa sẵn sàng, đừng làm thế. Vậy ta mặc kệ, Diệp Thần mặt dày may dạn, hiện tại hắn, làm sao còn nghe được, hai tay không kiêng nề gì ở trên người Sở Linh Nhi giờ tới giờ lui, bởi vì Sở Linh Nhi dãy ruộng thân thể mềm mại của nàng không ngừng gọ sát thân thể nóng bỏng của hắn để cho đoàn tà hòa dưới bụng của hắn đột nhiên leo lên hôm nay không nhường cũng được tối nay đổi ta ở trên nói xong gã này rất là bá đạo ôm lấy sở linh nhi trực tiếp đặt ở trên giường mà thân thể của hắn cũng trực tiếp đè lên diệp ngô sở linh nhi còn muốn dãy giụa nhưng lời còn chưa dứt đã bị miệng diệp thần chặn lại lần này sở linh nhi chỉ cảm giác cả người mình đều mất đi khí lực Thân thể cũng toàn bộ mềm nhũn xuống, bị chặn mua nhẹ, bị diệp thần tham lam cướp đoạt, làm cho trong đầu nàng trống rỗng. Giờ phút này diệp thần, làm cho nàng cảm giác có chút sợ hãi, còn người của hắn hồng hồng, trong mắt mang theo ôn nhu, nhưng cũng mang theo dã man. Xoẹt, không biết từ khi nào, thanh âm quần áo vỡ vụn vang lên, thân thể trắng nõn mềm bại kia, toàn bộ đứng ở trước mặt diệp thần. À, theo sở linh nhi ngâm nhẹ một tiếng, một cái đồ cứng rắn tiến vào thân thể nàng màn trướng hai bên giường cũng theo đó hạ xuống. Đêm yên tĩnh, có thể nghe được cũng chỉ có tiếng giường chi nha chi nha, rất có tiết tấu, nhưng cũng rất rồn rập, có diệp thần thờ hồn hền thanh âm, cũng có sở linh nhi lúc ẩn lúc hiện tiếng nũng nịu. Sáng sớm, ánh mặt trời ấm ấm chiếu xuống đại địa, thành cổ thiên thu lấp lánh rực rỡ. Âm âm, âm âm, âm âm. Rất nhanh, ba tòa linh sơn bị ngưng chế, toàn bộ đều mung lung ở dưới mây mù. Nhóm viêm hoàng đại quân đầu tiên đã tới, nhưng chân trước vừa đến, chân sau đã bị cổ tam thông cùng vô nhai đạo nhân sách qua khắc trận văn. Tất cả mọi người đều bận rộn, tình báo của nhân hoàng ai nấy đều truyền đến, làm cho hồng trần tuyết bận rộn vô cùng vui vẻ. Trung phước bọn họ cũng không nhàn rỗi, hợp được sáng tạo truyền tống trận, mà dương đỉnh thiên bọn họ, giờ phút này đều ở tiểu viên của mình chữa trị thương thế. Về phần tạ vân bọn họ, cũng đều không có nhàn rỗi, tụ tập cùng một chỗ cố gắng tăng lên tu vi. Tất cả mọi thứ đang diễn ra một cách có trật tự. Từ xa nhìn lại, Sở Linh Nhi ở trên lầu gác kia, toàn bộ đều giống như là đang hắc lư, khi thì còn có thanh âm kỳ quái vang lên. Ngô! Rất nhanh, tiếng ván gỗ vỡ vụn từ trong lầu các nhỏ truyền ra. À! Tiếp theo, chính là thanh âm Sở Linh Nhi. Lúc này, trong căn phòng Xuân Ý, toàn bộ một màn số hổ, rừng sập. Con mẹ nó! Diệp thần mắng vang lên. Sớm nói muốn mua một cái giường rắn chắc một chút. Rất nhanh, Sở Linh Nhi quần áo sập sịch từ trong trứng đi ra, hai má đều là màu ửng hồng, tóc như sóng nước, giờ phút này cũng là lộn xộn, không chịu nổi, đôi mắt xinh đẹp linh triệt kia, giống như nước, nhìn thật là động lòng người, khóe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt, làm cho nàng thoạt nhìn ngây ngốc. Rất nhanh, Diệp Thần cũng trần mặt chạy ra, trong miệng vẫn là hùng hùng hổ hổ. Hỏa đầm rồi, Sở Linh Nhi hung hăng trừng mắt Diệp Thần một cái. Không, đầu Diệp Thần lắc lư giống như trống đánh, Nói xong còn không quên cúi đầu nhìn lều trại nhỏ dựng lên ở hạ thân kia. Ta còn chuẩn bị làm 10 ngày nửa tháng đây. 10 ngày rưỡi tháng, ngươi dứt khoát đi làm. Được rồi, sở linh nhi lại hung hăng trừng mắt diệp thần một cái, hai má trong nháy mắt đỏ lên một mảnh. Đừng náo loạn, ta chính là chính nhân quân tử. Đêm qua cũng không thấy người chính nhân quân tử, giống như là một tên lưu manh. Vậy ta? Linh Nhi, có ở đây không diệp thần vừa muốn nói chuyện liền bị thanh âm kế tiếp cắt đứt còn chưa dứt một nữ tử áo trắng đã đẩy cửa tiến vào nhìn kỹ chính là ngọc linh phương đông của ngọc linh phong ta đông phương ngọc linh vừa mới mở miệng nhưng nhìn thấy diệp thần cùng sở linh nhi nhất thời dừng sốt một chút hơn nữa sư quan của nàng còn hết lần này tới lần khác nhìn thấy cái giường sụp đổ kia lại nhìn diệp thần trần thấy trần mặt cùng sở linh nhi quần áo tóc xoăn lộn xộn hai má ửng hồng nàng trong nháy mắt hiểu được cái gì nhất thời tràng diện trở nên vô cùng xấu hổ lâm vào yên lặng như chết mơ hồ có thể thấy được gương mặt của đông phương ngọc linh cũng hiện ra vẻ ửng hồng chỉnh sửa may mà đến trễ nếu đến sớm không khéo còn có thể xem một trực tiếp phát sóng trực tiếp thì sao ừm ha 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 trung quy vẫn là tiếng cười khô của diệp thần phá vỡ yên lặng đây là ngược lại tê dại phất tay mặc quần áo tại chỗ chuẩn đi hơn nữa không mang đi cửa trực tiếp từ trên rừng nghe ra ngoài liên tục lăn lộn chạy ra ngoài. Diệp thần đi sau đó, Đông Phương Ngọc Linh cười tùm tìm nhìn Sở Linh Nhi. Sư tỷ ta có đúng lúc tới hay không? Ai nha sư tỷ, Sở Linh Nhi dậm chân, trực tiếp che hai má đỏ bừng. Bên này, Diệp thần đã đi tới biệt uyên bọn họ Tạ Vân ở. Đập vào mắt, hắn liền nhìn thấy hoác đằng đang mang búa lớn bằng vàng của hắn, vết thương trên người đều tốt, lại nhảy nhót, mồ hôi nóng đầm đìa, hăng hái mười phần. Một bên, tên Tạ Vân kia cũng không nhàn rỗi, trong tay nắm một thanh sát kiếm, đang tu tập một loại bí thuật kiếm. Về phần tề nguyệt, Niếp Phong cùng đoàn ngựa bọn họ đều bận rộn, hoặc là quanh chân ngồi thiền, hoặc là vũ động linh khí, rất là siêng năng. Ngô, rất siêng năng, Diệp Thần đi vào liền tìm một cái địa phương thoải mái, sách ra bầu rượu, cười tùm tìm nhìn mọi người. Đứng chung với tên biến thánh ngươi, không siêng năng không được, tạ vân một kiếm xuyên qua, xoay vòng lại là chém một chàm, trong lúc đó còn không quên dành thời gian lướt mắt nhìn Diệp Thần một cái. Thôi nào, nghỉ ngơi đi, huynh đệ, ta sẽ mang quà cho ngươi, Diệp Thần trả hỏi một tiếng. Thật đúng là đừng nói, lời này vừa nói ra, Hoác Đăng cùng Tạ Vân còn đang tu luyện, lúc này thu chiêu thức, điên đảo chạy tới, cách đó không xa tình nguyệt, niếp vong bọn họ cũng nhao nhau đi tới. a à, cử chiến bá thiên trùy, ngươi, Diệp Thần phất tay lấy ra một cái đại trùy đen nhánh đưa cho Hoác Đăng cái này tốt hắc 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 hoác đằng sau khi tiếp nhận nhếch miệng cười nhìn cử chiến bá thiên truy lại nhìn cây búa lớn lưu kim trong tay mình so sánh đúng một chút sau đó rất tự giác ném đi búa lớn lưu kim của mình so sánh với cử chiến bá thiên truy cái búa lớn kia của hắn giống như đang đùa giỡn a à, chạm lưu kiếm ngươi diệp thần đem một thanh thanh sát kiếm màu xanh ném cho diệp thần không sai không sai tạ vân cũng nhích miệng cười tiếp nhận chạm lưu kiếm trực tiếp đem phá kiếm trong tay mình ném sang một bên. Kế tiếp, Diệp Thần đem một thanh linh khí bất phàm lấy ra, mỗi người một kiện. Những bảo bối này đều là hắn một đường cướp bóc tới, trong đó có rất nhiều là linh khí chuẩn thiên cảnh, đó cũng không phải là phàm phẩm, tùy tiện sách ra một kiện xuất ra bán cũng đáng giá mấy trăm vạn linh thạch. Đương nhiên, ngoại trừ những thứ này, còn có bí thuật thần thông. Diệp Thần bưu hãn, phất tay áo lấy ra mấy trăm cái bí quyền, mỗi một cái đều là một môn thần thông, quả nhiên là thiên kỳ bách thái, tất cả đều có chọn cho mình. Diệp thần chỉnh tề bày một cái bàn lớn, những thứ này thư ký thần thông, cũng cơ bản đều là hán tỉ mỉ lựa chọn, hơn nữa phần lớn là cướp bóc tới đây, mỗi một loại đều thác ấn hơn 10 phần, chờ đưa người. Qua, wow. bên này, tạ vân bọn họ nhìn đến hai mắt tỏa sáng, tuy rằng bọn họ đã từng là người nổi bật nhất tông, nhưng hiện tại xem ra, cùng thổ bao tử không có gì khác nhau, trách chỉ trách diệp thần này tên biến thái của mẹ nó. Sư tỷ, ta có phải còn nợ tiền ngươi hay không? Diệp thần mỉm cười nhìn Tề Nguyệt. Như thế nào, ngươi còn phải trả ngươi sư tỷ tiền, Tề Nguyệt đang lật xem bí quyền, không khỏi hé miệng cười. Vai tiền luôn phải trả mà, Diệp thần nhếch miệng cười, đưa qua một cái túi đựng đồ, nhưng bên trong lại không phải linh thạch, mà là linh đan. Không chỉ có Tề Nguyệt, Tạ Vân cùng khoác Đằng ở đây cũng là một người. Oa lao, khi nhìn thấy đan dược trong túi đựng đồ, Tạ Vân kinh hãi kêu lên, nhìn về phía Diệp thần. Tiểu tử, Người nhà đây là đem đan dược trải đi cướp. Nói bậy, lão tử chính là đan thánh tới, Diệp thần móng một câu, nói xong cũng không quên chỉnh sửa chỉnh y phục, nín tóc. Cũng đúng, tạ vân nhếch miệng cười. Có một đan thánh làm huynh đệ, cảm giác thật tốt, đan dược không lo. Không rảnh cùng ngươi nói nhảm, Diệp thần lại xuất ra hai quyển bí quyền, một quyển man hoang luyện thể, một quyển man hoang luyện hồn. Đây mới là mục đích chân chính hôm nay tới, một loại luyện thể vô thượng thần thông, một loại luyện hồn thông thiên bí thuật. bên này, tạ vân bọn họ đã nhận lấy, tùy ý nhìn lướt qua, nhất thời cảm giác kinh hồn bạt thoát. cái này, đây là người tu luyện sao? bí thuật bá đạo thật, niếp phong luôn luôn ít nói cũng không khỏi thán phục một tiếng. hai bộ bí pháp này, diệp sư đệ đều tu luyện qua, đoàn ngự tò mò nhìn diệp thần. vậy phải, xuất sinh bất quá luyện thể này cần chân hỏa, Tề Nguyệt lật xem một chút, không khỏi nhíu nhíu mày. Còn có bí thuật luyện hồn này, là cần lôi điện. Sớm chuẩn bị tốt cho các ngươi, Diệp Thần cười, triệu hoán ra tiên hỏa thiên lôi, để cho bọn họ hóa thành tiên hỏa đạo thân cùng thiên lôi đạo thân, đều cùng Diệp Thần bộ dạng giống nhau như đúc, nhìn mọi người sừng sốt. Kế tiếp một đoạn thời gian rất dài, bọn họ bởi các người tu luyện, Diệp Thần cười nói. Nền móng vững chắc một chút đi đối với sau này tu luyện rất có ích hiểu rồi mọi người nhao nhao cười tò mò đánh giá tiên hòa đạo thân cùng thiên lôi đạo thân được rồi tu luyện đi diệp thần đã vỗ vỗ mông đứng dậy à đúng rồi sau khi đi ra hai bước diệp thần còn không quên nhìn về phía tiên hòa đạo thân của mình người giúp bọn họ mở ra đan hải một chút nói xong diệp thần một bước bước ra đảo mắt liền không có bóng dáng mở mở biển đan hải mọi người thần sắc ngẩn ra nhao nhao nhìn về phía tiên hỏa chân nhân thăm dò hỏi một câu người có thể mở đan hải tiên hỏa chân thân mặc dù không thể nói nhưng là gật đầu cười sau đó trên người hán phân ra hơn 10 đạo tiên hỏa chui vào đan điền của hơn 10 người a à, rất nhanh trong biệt uyển liền vang lên tiếng kêu thảm thiết của tạ vân và hoác bằng như đùa dẫn giết heo ra khỏi biệt uyển diệp thần xoay mấy khúc cua lớn đi tới chỗ ở của dương đình thiên bọn họ đây tuy rằng cũng là một tòa biệt uyển, từ bên ngoài trông cửa không lớn, nhưng bên trong lại là nội thành một đại giới, ở trên vạn người cũng không thành vấn đề, có núi có nước có rừng cây, tinh lực rất dồi dào. Diệt thần đi vào lúc, vừa vạn dương đỉnh thiên ngồi xếp bằng trên đám mây thiền đình. Gần ba ngày khôi phục, sắc mặt của hắn tuy rằng còn có chút tái nhợt, nhưng cũng cơ bản không có gì đáng ngại. Về phần như phong vô ngân, khổng mông xuyên cùng đạo huyền bọn họ, thương thế liền nặng hơn nhiều, muốn khôi phục, cũng cần ba năm ngày thời gian sư bá bên này diệp thần đã chấp tay hành lễ diệp thần tới rồi dương đỉnh thiên ôn hòa cười lúc này đi xuống vân đoàn nhìn thanh niên trước mặt này hắn thật sự là càng nhìn càng vui mừng so với doãn chí bình mà nói diệp thần không biết mạnh hơn bao nhiêu những đan dược này cho các sư bá phân đi diệp thần đưa qua một cái túi đựng đồ vẫn là người giữ lại đi dương đỉnh thiên cuống quýt từ chối chúng ta hơn một trăm tuổi không có tác dụng gì lớn sư bá sẽ thấy ngoài rồi diệp thần cười cười ta chính là đan thánh nha ta không thiếu đan dược nếp phong sư huynh bọn họ ta cũng đã cho qua người một nhà chúng ta không nói hai nhà sao nghe được những lời này dù là định lực của dương đình thiên cũng không khỏi chua sót nói đến nhà sung thái của hắn liền già nua rất nhiều không khỏi nhìn về phía bắc hư không dường như có thể cách thiên sơn vạn thì nhìn thấy mảnh linh sơn mây mù lượn lờ kia đó chính là nhà của bọn họ chỉ là cái gọi là nhà của bọn họ lại vứt bỏ bọn họ rời xa nhà cửu tử nhất sinh trung quy dương đình thiên vẫn thu túi đựng đồ lệ quang trong mắt cũng bị hắn ẩn đi thu túi đựng đồ dương đình thiên vẻ mặt lo lắng nhìn diệp thần người thật sự muốn một mình đi phân điện thứ chín ta cùng thương hình giao thủ qua hắn cũng không phải là chuẩn thiên cảnh bình thường hơn nữa quỷ kế đa đoan sư bá yên tâm ta sẽ không làm chuyện không nắm chắc diệp thần thản nhiên cười còn nữa ngày hôm nay nếu gặp được Doãn Chí Bình, chớ cẩn thận, Dương Đình Thiên cảnh cáo. Thực lực của hắn lúc này, vượt xa ta và các vị sư bá, lực lượng của Thái Hư Cổ Long, quá mức khủng bố, đã từng chém một vị chuẩn thiên cảnh. Sư bá xác định hắn chém một chuẩn thiên cảnh. Đúng vậy, khi hắn lịch luyện, hắn gặp một người nữ tử, thấy rằng hắn trông rất có một vài phần của tư sắc, sau đó thu tính phát triển, gian xong giết nữ tử kia, da da của nữ tử kia giận tím mặt, đi tìm hắn thanh lý cũng là bất địch bị hắn cắt đầu đêm đó gia tàu kia đã bị diệt môn loại chuyện này hắn không phải là lần đầu tiên làm dương đỉnh thiên hít sâu một hơi hùng gia nam cương từ đồ gia ở tây thuộc cùng đông nhạc thượng quan gia cũng chịu thiệt hại sâu sắc nếu không phải ba nhà hắn nội tình thâm hậu chỉ sợ cũng sớm bị diệt môn nghe dương đỉnh thiên nói xong hàn quang trong mắt diệp thần chợt hiện lên quả nhiên là vô cách vô thiên lần này nếu đi ra ngoài đi hùng ra thượng quan ra cùng tư đồ ra xem một chút đi dương Đỉnh thiên nói khi chúng ta gặp nạn bọn họ từng không chỉ một lần ra tay tương trợ nhưng làm sao người được giết chúng ta quá nhiều cho dù bọn họ cũng roi dài không kịp ta hiểu diệp thần gật đầu lại là cửu châu huyền thiên đồ dương Đỉnh thiên nói ra một cái tên khiến diệp thần xa lạ cái gì là cửu châu huyền thiên đồ diệp thần nghi hoặc nhìn dương Đỉnh thiên Cửu Châu Huyền Thiên Đồ là do thần hoàng năm xưa cũng chính là Tam Tông thủy tổ Huyền Thần ta đúc, Dương Đình Thiên giải thích. Phạm vi của nó bao trùm toàn bộ đại sở, nhưng bởi vì ngày xưa đại sở huyền thị ra gia, gia loạn, cửu châu huyền thiên đồ này cũng bởi vậy mà phân liệt. Toàn bộ, toàn bộ bản đồ của đại sở, giờ phút này, dù là định lực của Diệp Thần cũng không khỏi khiếp sợ. Đại sở lớn bao nhiêu? Hắn biết, lãnh thổ rộng lớn, vô biên vô hạn, nếu chỉ dựa vào phi hành mà nói, từ đại sở Nam Đoan đến đại sở Bắc Đoan, coi như là ngày đêm bay, cũng bay lên mấy chục năm. Khi hắn khiếp sợ, thần hoàng năm xưa, dĩ nhiên có đúc một cái bản đồ khổng lồ như vậy, quả thực là thủ đoạn thông thiên. Bản đồ này cũng không chỉ là bản đồ, nó còn là một kiện pháp khí. Pháp, pháp khí. Đúng vậy, Dương Đình Thiên gật gật đầu. Ít người biết việc này, ta muốn nói là, nửa tấm cửu châu huyền thiên đồ của hàng nhạc ta ở trong tay Doãn Trí Bình, nếu ngày khác gặp phải, chớ cẩn thận, pháp khí mà tổ tiên tự mình tế luyện, uy lực của nó, xa xa không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Ta hiểu, Diệp Thần gật gật đầu, chắp tay đáp lễ với Dương Đình Thiên, liền xoay người ra khỏi biệt uyển. Nhìn bóng lưng Diệp Thần rời đi, Dương Đình Thiên hít sâu một hơi, cười vẫn ôn hòa như trước, trong hai mắt tràn đầy vẻ vui mừng. Ra khỏi biệt uyển, Diệp Thần liền đi tới Thiên Thu đại điện. Trong điện, Hồng Trần Tuyết đang đứng sừng sững trước đại điện, hai tay ôm ngực, ta nhìn xuống phía dưới. Diệp thần chậm rãi đi tới, cũng đứng ở trước đại điện, nhìn xuống phía dưới. Tòa đại điện này chính là đại điện cao nhất thiên thu cổ thành, đứng ở chỗ này, có thể nhìn tận cả thiên thu cổ thành. Giờ phút này, hắn có thể rất rõ ràng nhìn thấy thiên thu cổ thành bằng bạc, quả thực là khí thế hào hùng mà viêm hoàng đại quân vừa tới, khắp nơi đều là, giờ phút này đang giúp cổ tam thùng cùng vô nhai đạo nhân khắc họa trận văn. Nhiều người chính là lực lượng lớn, Diệp thần không khỏi thổn thức một tiếng, đại quân viêm hoàng còn đang lục tục nam hạ dự kiến thời gian ba năm ngày là có thể tới hồng trần tuyết khẽ nói một tiếng có lẽ là bởi vì chuyện trước đó đè xuống tình báo làm cho nàng đến bây giờ cũng không dám nhìn thẳng hai mắt diệp thần diệp thần ngược lại không có phát hiện điểm này mà là vẻ mặt mong muốn nhìn nàng có hay không tin tức sư phụ của ta có hồng trần tuyết nói rất là khẳng định ba tháng trước nàng từng xuất hiện ở hạo thiên thế gia bắc trấn thương nguyên cũng có người gặp qua nàng sau đó nhân hoàng tìm một chút, liền không còn tin tức. Ba tháng trước, Diệp Thần biểu tình trở nên có chút đặc sắc. Ba tháng trước ta cũng ở hạo thiên thế gia, cũng đi bắc chấn thương nguyên đâu. Trong một khoảnh gian, hắn đã suy nghĩ rất nhiều. Nói đến hạo thiên thế gia, hắn nghĩ đến tử viêm phong vân thứ 79 kia, hắn luôn nói là một đại tỷ tỷ xinh đẹp đưa hắn đi hạo thiên thế gia. Giờ phút này nghĩ lại, hắn có một loại cảm giác, đại tỷ tỷ trong miệng tử viêm, chính là sở huyên nhi. Còn có bác chấn thương nguyên, hắn độ thiên kiếp chẳng lẽ sở huyên nhi cũng ở đây cũng bởi vì mình mang theo mặt nạ quỷ minh mà lại ở dưới thiên kiếp nàng không nhận ra diệp thần nghĩ nghĩ liền không khỏi xoa mi tâm nhân hoàng còn đang tìm vừa có tin tức sẽ thông báo cho ngươi thấy diệp thần như thế hồng trần tuyết lần thứ hai nói bất quá bác sở bị nam sở phần lớn muốn tìm được một người thật đúng là không dễ dàng như thế nào chẳng qua nếu nàng làm một hai chuyện kinh thiên quỷ thần như ngươi ta nghĩ sẽ rất dễ dàng tìm được đừng đừng những chuyện ta làm nàng không làm được diệp thần cuốn quýt khoát tay áo vậy thì chỉ có thể chờ hồng trần tuyết không khỏi nhún nhún vai vậy thì tiếp tục tìm đi diệp thần hít sâu một hơi nói còn có liễu giật sư huynh nam cung người sư tỷ hộ oa à cùng tịch nhan sinh muốn gặp người chết muốn thấy thi mặt khác để cho người ta chú ý chặt chẽ hướng đi của các thế lực lớn ở nam sở đặc biệt là tam tông cho lão tử theo dõi chặt chẽ Hiểu rồi. Màn đêm dần dần buông xuống, thiên thu cổ thành lâm vào tĩnh mịch. Cổ tam thông bận rộn một ngày, bọn họ đều trở về ngủ vù vù. Thiên thu cổ thành ngược lại thay đổi rất nhiều, khắp nơi đều quanh quẩn quang hoa, trên rất nhiều linh quả trồng, từng gốc linh quả trong suốt, ánh trăng sáng bóng đều lóe sáng. Biệt uyển yên tĩnh, sở linh nhi ra vào ra vào, mỗi lần động phòng đi ra, trong tay đều bưng một cái ngọc bàn, trong bàn ngọc phần lớn là chân quý mỹ vị, giờ phút này trên bàn đã bày đầy mười mấy điểm ngọc. Ai ngờ, những mỹ vị chân oanh này đều là do sở linh nhi đường đường không minh cảnh bát trọng thiên làm. Giờ phút này, nàng không giống như một cường giả tu sĩ, ngược lại càng giống như một thiên tử ôn nhu hiền lành, là một bàn đồ ăn ngon, chờ trượng phu về nhà ăn cơm. Không sai biệt lắm, cuối cùng đem một cái ngọc bàn buông xuống, sở linh nhi cũng không quên thưởng thức kiệt tác của mình một chút, mơ hồ có thể thấy được chính là, trên gương mặt còn lộ ra nụ cười nông cạn lại nhu tình. Hắn nhìn thấy có cảm động hay không? nhìn nhìn, sở linh nhi liền ngây ngốc nở nụ cười. Phanh, dứt lời, bên ngoài biệt uyển liền vang lên một tiếng phanh, cẩn thận lắng nghe, chính là thanh âm bàn chân người rơi xuống đất. Sở linh nhi theo bản năng nhìn qua, đập vào mắt, hắn liền nhìn diệp thần đi vào, hơn nữa còn khiêng một cái giường, chuẩn xác mà nói là nhìn một cái giường sắt, càng chuẩn xác mà nói là một cái giường sắt lớn, ngủ bảy tắm người không thành vấn đề. Thấy thế, trên gương mặt sở linh nhi nhất thời hiện ra vẻ ửng hồng, đây là làm gì? chỉ là muốn làm một làm ba năm tiết tấu sao ngô sở linh nhi sắc mặt đặc sắc diệp thần đã phanh một tiếng đen giường sắp đặt trên mặt đất ngưu bức không vừa mới chế tạo tính khiết sắt diệp thần cười hắc hắc hơn nữa cười có chút hèn mọn có chút xấu xa Người chỉ biết khi dễ ta hai má sở linh nhi đỏ bừng trực tiếp cõng người đi nói bậy, đó là trao đổi tình cảm diệp thần điên đảo tiến lên từ phía sau ôm lấy sở linh nhi đầu hạt xưa còn ở cổ sở linh nhi cọ tới cọ lui ừ thật hương có tin tức của tỷ tỷ hay không có một ít rồi diệp thần một bên người một bên nói tin tưởng rất nhanh sẽ có tin tức không phát hiện sao rừng của ta đều đã chuẩn bị xong ba người đủ ngủ một tay ôm một cái hắc 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 bớt nghèo rồi ăn cơm sở linh nhi tức giận cười cười qua, Diệp Thần lúc này mới nhìn thấy một bàn đầy mỹ vị mỹ vị, sau đó lại nhìn về phía Sơ Linh Nhi. Ngươi còn có thể nấu cơm? Không, hôm nay vừa học, Ngọc Linh Sư Tỷ dạy ta. Vậy ta phải nếm thử, Diệp Thần cười hắc hắc, lúc này ngồi xuống, xách thìa lên, múc một muỗng, đầu tiên là thích ý đặt ở trước mũi người người, lúc này đầu lưỡi liếm liếm, tất cả đều mím vào trong miệng. Lập tức, sắc mặt của hắn liền trở nên có chút nhăn nhúm. Thấy thế, Sở Linh Nhi sửng sốt. Rất khó uống sao? Diệp thần hung hăng đem canh nuốt xuống, nhếch miệng cười. Vẫn được. Khó uống như vậy, nhìn thấy Diệp thần gian nan như vậy đem canh uống xuống, Sở Linh Nhi vẻ mặt không tin, cũng múc một muỗng, đầu tiên là ngửi ngửi, lúc này mới nhẹ nhàng nhấp một ngụm nhỏ. Thật sao? Phẩm một chút, Sở Linh Nhi lúc này mới kinh ngạc nhìn Diệp thần. Lại nhìn Diệp thần, miệng hàng này đã nhồi đầy, rất khoát lưu loát càn quét mỹ vị mỹ vị trên bàn, biết rằng mình đã bị lừa, Sở Linh Nhi thở phì phì trừng Diệp Thần một cái. Chẳng qua, khi nhìn thấy Diệp Thần trong miệng nhét đầy đều nhìn nhìn nhếch miệng cười to, trong lòng nàng vẫn là vui vẻ. Bữa tối là ấm áp, nếu chỉ nhìn tiểu biệt uyển này, thật đúng là giống như phàm nhân giới vậy, hắn không phải tu sĩ, nàng cũng không phải tu sĩ, bọn họ một đôi vợ chồng bình thường, hết thảy đều có vẻ ấm áp như vậy. Cơm nước xong, Diệp Thần liền lau một phen vết dầu mỡ bên miệng trực tiếp khiêng trên giường sắt. Rất nhanh, Sở Linh Nhi mới thay một cái giường gỗ đã bị nàng một trường nghiền nát, từ cửa sổ ném ra ngoài. Tên này thật đúng là mẹ nó có tình điệu, đem phòng treo đầy tơ đỏ, chỉnh hai cây nến đỏ, toàn bộ gian phòng đều có vẻ rất ấm áp lãng mạn. Nhưng, sau khi bố trí xong, hắn mới phát hiện, Sở Linh Nhi không thấy đâu. Oa nha! Diệp thần gãi gãi đầu, tình cảm bên này bận rộn một vòng lớn, nữ chính không còn. Bầu trời đêm sâu thẳm, ngôi sao vụ như bụi, trong núi rừng u tĩnh ba đạo thân ảnh nhiễm nhiên đứng một nữ tử đình đình ngọc lập một thanh niên phong độ nhẹ nhàng một người thoạt nhìn rất gầy yếu thư sinh ba người này nhìn kỹ cũng không phải là liễu giật nam cung nguyệt cùng cơ ngưng sương giả nam trang sao vì sao lại cứu chúng ta liễu giật cùng nam cung nguyệt nhao nhao nhìn cơ ngưng sương bởi vì sư đệ của các ngươi tên là diệp thần cơ ngưng sương nhẹ nhàng xoay người mỗi một bước đi bóng lưng xinh đẹp sẽ hư ảo một phần nếu có thể đi phạm nhân giới đi là một đôi vợ chồng bình thường chấp tử chi thủ củ lão bạc đầu bên này diệp thần đã đen mặt bò lên một tòa lầu gác đúng vậy hắn tìm được sở linh nhi đang ở trên lầu gác cùng đông phương ngọc linh nói chuyện phiếm đây đợi đến khi đẩy cửa ra diệp thần kia mặt đen liền tràn đầy tươi cười vẫn là rất hiểu lễ nghĩa hướng về phía đông phương ngọc linh chắp tay hành lễ đệ tử diệp thần gặp qua ngọc linh sư thúc sau này không cần gọi sư thúc gọi ta là sư tỷ là được. Đông Phương Ngọc Linh cười cười, nói xong còn không quên nghiêng đầu cười tủm tìm nhìn thoáng qua sở Linh Nhi ở một bên. Linh Nhi, đúng không? Ai nhà sư tỷ, hai má sở Linh Nhi nhất thời ửng đỏ một mảnh. Đã trễ như vậy, cũng không cần quấy giày Ngọc Linh sư tỷ nghỉ ngơi, diệp thần kéo lỗ tai, một câu nói thật là thần bổ đao, làm cho sở Linh Nhi không khỏi quay đầu lại tức giận chừng mắt nhìn hắn một cái. Còn không muộn, ta cùng Ngọc Linh sư tỷ còn có chuyện muốn. Linh Nhi, sư tỷ đột nhiên cảm thấy có chút mệt mỏi, sở Linh Nhi còn chưa nói hết, Đông Phương Ngọc Linh ở một bên đã bắt đầu rưỡi thắt lưng ngáp. Sư tỷ Mọi người đều mệt mỏi, đi rồi, Diệp Thần không biết xấu hổ tiến lên, hay cô không nói nhiều, kéo lên liền đi. Ta sẽ tự đi. Vậy ta phải kéo ngươi, nếu như ta chuồn mất thì sao, tìm ở đâu, thật sự là một mối nhân duyên tốt đẹp. Trong lầu gác, Đông Phương Ngọc Linh không khỏi cười cười, nói xong còn không quên xuyên thấu qua cửa sổ nửa kín, nhìn về phía lầu gác cách đó không xa, dường như có thể cách rất xa, nhìn thấy phong vô ngân đang nhìn lên tinh không. À, bên này, tiếng ngâm khẽ của sở Linh Nhi đã vang lên. Nàng bị diệt thần bá đạo diệt thần coi như là bao tải khiêng trở về, vào phòng đã bị ném lên giường, còn chưa đợi, diệt thần này đã nhào tới. Rất nhanh, màn che bên dừng lại rơi xuống. Lần này không có tiếng giường ọp ẹp, bởi vì giường lớn a, à. bởi vì giường cứng a, à, có thể nghe được thanh âm thở hổn hển, còn có thanh âm đứt quãng nũng nịu của Sở Linh Nhi. Đây là một đêm không ngủ một lần nữa. Hôm sau, trời còn chưa sáng, Cổ Tam Thông cùng Vô Nhai đạo nhân hai hàng này liền đứng lên, tại sao đột nhiên muốn khởi công? Những người như Trung Giang, Thiên Tông lão tổ bọn họ cũng đã đứng dậy kiến tạo tụ linh trận cùng truyền thống trận. Tất cả mọi thứ đang diễn ra một cách có trật tự. Trong tiểu biệt Uyển cái lầu các nhỏ kia nhìn qua vẫn rất giống đang lắc lư, hơn nữa rất có tiết tấu. Chẳng qua, hôm nay cũng không có chuyện nhạt nhẽo như ngày hôm qua, bởi vì là rừng rất lớn, cứng, không phải là cứng bình thường. Không biết từ khi nào, Diệp thần lúc này mới thần thanh khí sảng đi ra khỏi lầu gác, hung hăng duỗi ra một cái eo lười biếng, trên mặt kia tuy rằng không có chữ, nhưng tựa như có chữ, hơn nữa nhìn thế nào cũng giống như là một chữ sảng khoái thật lớn. Có vợ thật tốt, hắc hắc hắc, Diệp thần cười hắc hắc, hơn nữa cười còn có chút đề tiện. Người hôm nay sẽ đi phân điện thứ 9 sao, trong lầu gác, sở Linh Nhi cũng đi ra, quần áo cùng tóc dài đều có chút lộn xộn, hai má ửng hồng, nhưng trong đôi mắt đẹp lại tràn đầy vẻ lo lắng. Như thế nào, luyến tiếp ta, Diệp thần cười, sờ sờ hai má sở Linh Nhi, còn không quên gảy một chút mái tóc buông xuống của nàng. Hãy để ta đi với ngươi, sở Linh Nhi mí môi, một tay còn kéo quần áo Diệp thần, sợ một cái hoảng hốt, thanh niên trước mặt này sẽ biến mất không thấy đâu. Người đi, ta ngược lại sẽ phân tâm, Diệp Thần cười cười, cuối cùng nháo nháo hai má sở Linh Nhi, liền nhẹ nhàng xoay người, đi ra hai bước cũng không quên quay đầu lại tiện tiện cười một tiếng. Rửa sạch chờ ta trở về nhà. Người đi rồi ta liền tái giá, sở Linh Nhi tức giận chừng mắt nhìn Diệp Thần một cái, xoay người lại đi vào trong lầu gác. Trên đời này còn có người dám cưới nữ nhân của ta, Diệp Thần cười cười, nhấc chân đi ra Tiểu Uyển. Làm chuyện, ra khỏi Tiểu Uyển, Diệp Thần liền một đường đi tới trong địa cung Thiên Thu cổ thành. Lúc hắn tới, trước một tòa truyền tống trận khổng lồ trong địa cung, một đạo bóng dáng xinh đẹp đã ở nơi đó chờ đợi, nhìn kỹ, chính là Sở Linh Ngọc. Ngô, chú rể đến, còn chưa đợi Diệp Thần nói chuyện, Sở Linh Nhi liền chớp chớp đôi mắt đẹp mở miệng. Nghe nói ngươi ngày hôm qua chế tạo một cái rừng sắt lớn, thế nào, sảng khoái khó chịu ta lao một cái người có thể rụt rè một chút hay không diệp thần thổn thức chực lưỡi một tiếng chực 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 ta cùng sở linh nghi tên chỉ thiếu một chữ chênh lệch này sao lại lớn như vậy đây ngược lại là sự thật diệp thần vui lỗ tai nói xong còn không quên đánh giá sở linh ngọc từ trên xuống dưới ánh mắt ở ngọc của nàng phong dừng lại một hai giây người đích xác không lớn như nàng ấy nói bậy ta đây là thức tiêu chuẩn, sở Linh Nhi nói xong còn không quên che ngọc mình lại đỉnh núi. Ừm, là rất tiêu chuẩn, Diệp Thần đem phân tai bì ra rất tùy ý thổi ra ngoài, hỏi. Ý tứ như thế nào, ngươi cũng muốn đi ra ngoài thiên thu cổ thành. Bằng không ngươi nghĩ rằng cha họ sẽ yên tâm ngươi đi một mình, sở Linh Nhi liếc mắt một cái, liền bắt đầu điều truyền tống trận tọa độ. Ngươi tuy rằng có thực lực chàm chuẩn thiên cảnh, nhưng cẩn thận một chút luôn tốt, ta cũng không nghĩ còn chưa lập gia đình đã biến thành quả phụ vậy thật không tốt a à, diệt thần vẻ mặt không cho là đúng nhấc chân đi vào truyền tống trận đi thôi sở linh ngọc cũng nhấc chân đi vào hơn nữa còn rất không rụt rè rũi ra một cái thắt lưng rất nhanh truyền tống trận rung động từ chậm đến nhanh không ra lực tràn đầy hai người trong nháy mắt biến mất trong truyền tống trận ra khỏi thiên thu cổ thành hai người liền bước vào hư không giống như một đạo trường hồng giống nhau hướng một phương bay đi ba canh giờ sau hai người dừng chân ở một mảnh chiến trường cổ xưa đứng sừng dững trong hư không sở linh ngọc ngược lại không có gì ngược lại diệp thần nhìn xuống phiến phàm nhân quốc độ cổ chiến trường này trong mắt còn có vẻ đau đớn nơi này chính là tề lỗ ngày đó doãn trí bình liền trói tịch nhan đến nơi này tịch nhan cũng chết ở trong ngực hắn cho đến bây giờ bọn họ vẫn chưa tìm được thi thể tịch nhan bỗng nhiên trong mắt diệp thần đau đớn hóa thành hàn băng lạnh như băng nhìn người nhớ người, có người không chỉ là đau đớn, còn có cửu hận. Không biết từ khi nào, Diệp Thần lúc này mới chậm rãi xoay người. Sở Linh Ngọc nhìn thoáng qua phía dưới, âm thầm thở dài một tiếng. Đối với chuyện nơi này, nàng nghe nói, Diệp Thần chính là ở chỗ này thành ma, lúc này mới từng bước rơi vào cạm bẫy Doãn Chí Bình đã thiết lập trước đó cho hắn, cái này mới có sát thần tần phụ phía sau. Hai người lại xuất hiện, là một dòng sông dài màu máu. Vốn dĩ, con sông dài này không phải là màu máu, chỉ vì thi thể người chết trong chiến tranh bị ném vào trong đó dần già liền biến thành huyết sắc còn có một cái tên độc quyền tám thi hải hổ oa diệp thần lầm bầm một tiếng trong thần hải không khỏi hiện ra thiếu niên thật thà dàn gì kia hiện giờ đứng ở chỗ này hắn dường như có thể nhìn thấy một bộ hình ảnh rời rạc đó chính là hổ oa bị nhốt trong lồng chó bị ném vào biển tám thi bất lực làm cho người ta nhìn mũi không khỏi cho sót dọc theo dòng sông này tỉ mỉ tìm cho ta sống muốn gặp người, chết phải thấy thi. Trung quy, Diệp Thần mở miệng. Nhất thời, gió nhẹ thổi nhẹ, không gian vặn vẹo một chút, hai đạo hắc y nhân ảnh không phân biệt trước sau đi ra, dựa theo Diệp Thần chỉ thị, dọc theo dòng sông, từng bước một, một trận tìm xuống, cuối cùng nhìn thoáng qua táng thi hải này, Diệp Thần hít sâu một hơi, lần thứ hai bước lên hư không. Trong lúc đó, hai người lại đi triệu quốc một chuyến, cách rất xa nhìn thoáng qua phụ hoàng mẫu tịch nhan, bọn họ đứng ở trước lan can, nhìn về phía hàng nhạc giống như đang nhìn nữ nhi của mình vậy. Hô, Diệp Thần thở dài một tiếng, lại rời đi, đi một thôn xóm nhỏ, mà cái kia chờ đợi ca ca hồn phách A Lê sớm đã không thấy. Vào ban đêm, hai người xuất hiện trước một thác nước. Chỗ này không tệ, Sở Linh Ngọc liếc nhìn bốn phía. Là rất không tệ, Diệp Thần rất tùy ý trả lời một câu, sau đó đạp hư không đi vào trong thác nước, trên vách đá một cái sơn động. A à, Sở Linh Ngọc khẽ nhấp một tiếng, cho dù nàng cũng từng phát hiện bên trong còn cất giấu một sơn động, không khỏi đi theo vào. Vẫn là cái loại khí tức man hoang tăng thương cổ xưa như trước, diệt thần ba ba bước liền tới chỗ sâu nhất, nhìn mặt đất một chỗ, cười nói. Ta đến đón ngươi, lần này, ngươi có thể nguyện đi theo ta. Nghe nói như vậy, Sở Linh Ngọc vừa mới đi vào một trận kinh ngạc, cho rằng diệt thần đang cùng quỷ nói chuyện. Bất quá rất nhanh, dưới lòng đất liền vang lên tiếng ong ong, mặt đất nứt ra. Một thanh trường tiễn màu đen bay ra, tiếng run rẩy không dứt bên tai, bay một vòng sau đó, lúc này mới lơ lửng ở trước người Diệp Thần. Thấy thế, Diệp Thần vươn bàn tay ra, đem trường tiễn nắm trong tay. Hôm nay, hắn là tu sĩ không minh cảnh, dĩ nhiên có thể thừa nhận trọng lượng của trường tiễn mấy vạn cân, cũng được trường tiễn tán thành, bằng không nó cũng sẽ không tự mình chạy ra. Phù Văn, một bên, Sở Linh Ngọc nhìn thoáng qua phù văn nhỏ khác trên trường tiễn, không khỏi kinh ngạc một tiếng đôi mắt đẹp cũng theo đó híp lại lấy tầm mắt của nàng tự nhiên nhìn ra được trường tiễn bất phàm u uh, u uh. bên này diệp thần tay cầm trường tiễn lần thứ hai ong vang ở trong tay diệp thần huyện hóa thành một cây chiến màu màu đen thấy biến hóa này diệp thần cũng không khỏi kinh ngạc chiến mâu còn đang ong ong mà động khắc vu văn cổ xưa quanh quẩn lôi điện lưu tràn ra màn hoang chi khí mỗi một luồng đều vô cùng trầm trọng đặc biệt là lực lượng ẩn chứa bên trong cho dù là diệp thần đều kiêng kỵ thật sâu Thật sao? Diệp thần không khỏi một tiếng khen ngợi, như thế có linh trí, lại đối với nguyên chủ nhân trung tâm trường tiễn, tự nhiên là thế gian hiếm thấy bảo bối. Ngươi chủ là vu tộc đại phu, có thể bắn xuyên thiên dương, tất là hạng người công cái chư thiên, chính là hoàng hoàn xứng đáng, ta vì ngươi ban danh, vu hoàng chiến mâu. Ra khỏi sân động, hai người lần thứ hai chân đạp hư không hướng hàng nhạc phân điện thứ chín mà đi. Dọc theo đường đi, diệp thần đều cầm cây vu hoàng chiến mâu này lan qua lộ lại đánh giá, bởi vì nó quá bất phàm. Nặng nề như thế, dùng để đập người, cảm giác hẳn là rất tốt, Diệp thần nhỏ giọng nói thầm một câu. Bây giờ ta mới phát hiện ra, người kinh nghiệm rất phong phú, một bên, sở Linh Ngọc liếc mắt nhìn Diệp thần một cái. Người rốt cuộc là quái thai gì, làm thế nào cũng không chết, đi như thế nào cũng có thể nhạt được bảo bố sao. Nhìn xem, không hiểu đi, cái này gọi là nhân phẩm, nhân phẩm có hiểu hay không? A, à, Sở Linh Ngọc vẻ mặt không cho là đúng. Ầm ầm, phanh. Sở Linh Ngọc vừa dứt lời, xa tiện truyền đến tiếng nổ vang. Nghe tiếng, Diệp Thần lật tai thu vu hoàng chiến mâu, chân đạp thần hồng một đường bay tới. Phốc phốc, phốc phốc, trong núi, huyết quang lóe ra, một thanh niên mặc bạch y cùng một lão giả mặc thanh y đang lực chiến ba lão giả áo đen, đại chiến rất thảm thiết, thanh niên áo trắng cùng thanh y nữ tử quần áo, dĩ nhiên bị nhuộm thành màu đỏ như máu. Chẳng qua, cẩn thận nhìn lại, thanh niên áo trắng cùng thanh y nữ tử kia có chức quen mặt, nhìn kỹ, đó không phải là lăng tiêu cùng tiêu tương sao. Trong lúc nói chuyện, hai người nhao nhao bị thương, từ hư không rơi xuống, đem hai ngọn núi đập sụp đổ. Phốc phốc, phốc phốc, vừa mới đứng dậy, hai người bị nhao nhao phun ra một ngụm máu tươi, lẳng chọc đứng lên, ly ngực nhao nhao tán loạn, khí thế trong nháy mắt cũng rơi xuống ngàn trượng. Hai người bị thương quá nặng, đặc biệt là lăng tiêu, cả người chảy máu, hơn nữa mỗi một vết thương đều lóe lên u quang, đang hóa giải tinh khí của hắn, khiến cho miệng vết thương thật lâu cũng không thể khép lại, đặc biệt là trên lưng một đạo vết kiếm, quả thực quá sâu, sâu cũng có thể mơ hồ nhìn thấy xương sống. Là ta hại ngươi, hai người nâng đỡ lẫn nhau, tiêu thương lại đầy nước mắt nhìn lang tiêu. Nếu không phải là ta, ngươi cũng sẽ không bị đuổi ra khỏi gia tộc, cũng sẽ không bị đuổi giết, càng sẽ không lưu lạc đến tình cảnh như thế. Nói cái gì nói ngu ngốc, lang tiêu mệt mỏi cười, trong miệng chảy máu không ngừng. Chật chật chật, thật cảm động, trong hư không, ba hắc y nhân chia làm ba phương hướng, vẻ mặt hướng thú nhìn hai người. Đối với lời nói của bọn họ, đăng tiêu trực tiếp không nhìn, ngược lại mở cánh tay dính máu ôm chủ tiêu tương, vẻ mặt ôn nhu. Trên đường hoàng tuyển có người làm bồi, lăng tiêu chết cũng không hối ất. Thấy hai người không chống cự nữa, trong đó một hắc y nhân hung tợn cười, đầu ngón tay đã có u quang quanh quần. Chanh! theo tiếng tranh minh của kiếm một đạo thần mang từ hư không bắn xuống một đường xuyên thủng không gian thẳng bức lang tiêu cùng tiêu tương mà đi thần mang này vô cùng sắc bén nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn lăng tiêu cùng tiêu tương một khắc sau đã bị tru sát trên đường hoàng tuyển có người làm bồi tiêu tương cũng không có gì đáng ngạc nhiên tiêu tương mệt mỏi rúc vào trong ngực lang tiêu không có sợ chết chỉ có nữ tử nhu tình tranh thần mang đã đến sắc bén vô cùng thiên đạo mở ra. Ngay lúc này, một đạo thanh âm khiết thương vang lên, không biết thanh âm xuất phát từ nơi nào. Thiên đạo, mở ra. Theo thanh âm mờ nhạt vang lên, làng tiêu cùng tiêu tương chức người, cũng là có lôi điện xé rách, không gian vạn vẹo, tạo thành vòng xoáy. Trung tâm vòng xoáy còn có một cái hắc động, thần mang bắn tới, bắn vào trong hắc động, liền biến mất không thấy. Hả? Một màn quỷ dị này làm cho đôi mắt của ba hắc y nhân hiếp lại một chút. Phốc phốc, theo huyết quang trượt hiện trong đó một cái hắc y nhân đan hải trong nháy mắt bị xuyên thủng cả người tu vi bị phế sạch sẽ phốc 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 liên tiếp máu tươi bắn tung tóe đan hải của hai hắc y nhân khác cũng không phân biệt trước sau bị xuyên thủng thẳng đến khi bọn họ rơi xuống hư không còn chưa kịp phản ứng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì bọn họ thậm chí còn không thấy rõ là ai động thủ phanh ầm ầm phanh ba đạo thân ảnh máu chảy đầm đìa không phân biệt trước sau từ trong hư không rơi xuống làm cho lăng tiêu cùng tiêu tương ôm nhau không khỏi sửng sốt. Ngô! Trong lúc hai người ngần người, Diệp Thần đã như một đạo kim quang từ trên trời giáng xuống, đứng ở trước người hai người. Đột nhiên có người xuất hiện, để cho hai người theo bản năng lui về phía sau một bước. Chẳng qua, sau khi nhìn thấy đeo mặt nạ quỷ minh, thủ tự trên chán, hai người lướt nhau một cái, lại nhìn về phía Diệp Thần. Tần Vũ! Trong lúc nhất thời, hai người chỉ cảm thấy trong đầu một trận choáng váng, không ngờ người cứu bọn họ lại là sát thần tần vũ danh chấn đại sở, càng không nghĩ tới sẽ nhìn thấy người trong truyền thuyết ở chỗ này. Kỳ thật, các ngươi cũng có thể gọi ta là Diệp Thần, Diệp Thần cười, phất tay tháo mặt nạ quỷ minh xuống, lộ ra chân dung của mình. Ngươi, những chiếc lá, Diệp Thần, hai người toàn bộ đều sừng sốt ở nơi đó, khó có thể tin nhìn khuôn mặt Diệp Thần kia. Như thế nào? Không nhận ra, Diệp Thần cười, một tay đã đặt ở trên vai lăng tiêu, một tay đặt ở trên vai ngọc tiêu tương sau đó cuồn cuộn chân nguyên bạo dũng rót vào trong cơ thể hai người cái này làm thế nào điều này lăng tiêu cùng tiêu tương kinh ngạc nhìn diệp thần ngươi không phải đã chết sao tiểu gia ta là người đoàn mệnh như vậy sao diệp thần nhún nhún vai quả thực khó có thể tin được đâu lăng tiêu há miệng sát thần tần vũ danh chấn đại sở dĩ nhiên chính là đan thánh diệp thần sắc mặt tiêu tương cũng vô cùng khiếp sợ a à, lúc ba người đàm luận cách đó không xa truyền đến tiếng kêu thảm thiết ba hắc y nhân bị phế tu vi đã bị sở linh ngọc cường thế siêu hồn trí nhớ của bọn họ bị sở linh ngọc cường thế cướp đoạt đợi đến sau khi ba người ngất xỉu sở linh ngọc lúc này mới vùng tóc đi tới thật đúng là trùng hợp người của phân điện số 9 của hàng nhạc trong đó có một người còn là phó điện chủ của phân điện số 9 hàng nhạc phân điện thứ 9 của hàng nhạc diệp thần nhướng mày nhìn về phía lăng tiêu cùng tiêu tương tình huống gì người của phân điện thứ 9 hàng nhạc vì sao đuổi giết các ngươi đám lão gia hỏa lăng gia ta mời bọn họ ra tay giết chúng ta lăng tiêu bất đắc dĩ nở nụ cười cười có chút bi thương lăng lăng gia diệp thần sửng sốt càng bối rối ngươi không phải là thiếu chủ của lăng gia sao người gia đình sẽ đuổi theo ngươi hắn hiện tại đã không còn là thiếu chủ của lăng gia tiêu tương ở một bên tiếp nhận lời nói hơn nữa vẻ mặt tự trách áy náy Diệp sư đệ ngươi sau khi đi, tiêu phong sư bá đã bị giam lòng, chúng ta liền rời khỏi phân điện thứ 9, cùng lăng tiêu ca ca đi bắc sở lăng ra. Nói đến đây, tiêu tương vẻ mặt lệ lệ. Bọn họ không biết từ nơi nào biết được quá khứ của ta, mà lăng tiêu ca ca lại muốn cố ý cưới ta làm vợ. Lăng gia giận tím mặt, đuổi chúng ta ra khỏi lăng gia. Sau đó, chúng ta liền bị đuổi giết, lăng tiêu tiếp tục nói tiếp, cười rất là thản nhiên. Ta biết đuổi giết chúng ta không phải là người của phụ thân, mà là người của một phe phái khác của lang gia muốn diệt trừ thiếu chủ trên danh nghĩa như ta để cho đệ tử trẻ tuổi của phe phái bọn họ lên ngôi nói xong lang tiêu thở dài một tiếng chúng ta từ bắc sở bị đuổi giết đến nam sở vốn định tìm một chỗ quy ẩn nhưng không biết vì sao lão gia hỏa như Lăng gia cấu kết với doãn chí bình phái gia sát thủ đuổi giết chúng ta chúng ta chạy trốn đến nơi này liên gặp phải người của phân điện thứ chín của hàng nhạc nghe hai người nói xong diệt thần nhíu mày một chút có thể nghĩ đến ở hai phương liên hợp đời giết, lăng tiêu cùng tiêu tương chạy trốn có bao nhiêu gian nan. Chẳng qua, đối với lăng tiêu, hắn vẫn là rất vui mừng, vì một nữ tử bị ô nhiễm, dĩ nhiên không tiếc đối kháng gia tộc, buông tha quyền lực trí cao vô thượng kia, cam nguyện cùng tiêu tương cùng nhau gánh vác cửu hận. Thật sự là hai tiểu tử đáng thương, sở linh ngọc thổn thức một tiếng, nói. À, đi thiên thu cổ thành đi, nó an toàn ở đó. Thiên thu cổ thành, Đúng, cứ đi đó đi, Diệp Thần cười cười, nhìn về phía tiêu tương. Ngọc Linh Sư Thúc, trưởng môn sư bá đều ở đó. Sư phụ ta cùng trưởng môn sư bá bọn họ, tiêu tương ngẩn người, mấy ngày nay, nàng cũng nghe nói biến cố lớn của hàng nhạc, không chỉ bọn họ bị đuổi giết, bọn Dương Đình Thiên cũng bị đuổi giết. Ta nếu đã trở về, liền tự nhiên phải mang theo mọi người giết trở về, Diệp Thần cười. Cho nên, thiên thu cổ thành chính là đại bản doanh phản công của chúng ta, còn có đại quân viêm hoàng ta, viêm hoàng, đại quân, hai người lại sừng sốt. a, à, vị trước mặt các người chính là thánh chủ viêm hoàng, sở linh nhi rất tùy ý kém một câu. người là viêm hoàng thánh chủ, lần này trong mắt hai người hiện ra vẻ khiếp sợ, sớm nghe nói viêm hoàng của tây lăng thống nhất, lại không ngờ thánh chủ lại là tần vũ trước mặt bọn họ. đàn thánh diệp thần, sát thần tần vũ, viêm hoàng thánh chủ, mấy ngày nay ba người danh chấn đại sở dĩ nhiên là một người, hai người ăn năng không khiếp sợ. Sư tỷ, đi thiên thu cổ thành đi, diệp thần lần thứ hai cười cười. Nơi đó sẽ là nhà của chúng ta, các sư bá đều ở đây, chúng ta cần thời gian tập trung lực lượng, đợi ngày khác giết về hàng nhạc. Ừm, tiêu tương nặng nề gật gật đầu, nghe được chữ nhà, trong đôi mắt đẹp của nàng còn có nước mắt tuôn ra. Tiểu tử, ngươi quả nhiên không phụ tiêu tương sư tỷ ta, ngươi huynh đệ này ta nhận, diệp thần nặng nề vỗ vỗ bả vai lăng tiêu. Đi đi, đi lăng tiêu cổ thành, đợi ngày khác, ta uống rượu mừng của các ngươi. Nhất định nhất định, lăng tiêu thản nhiên cười, sau đó lôi kéo tiêu tương đi thẳng về phía. Bọn họ đi sau, hai đạo người mặc hắc y đi theo, lăng tiêu cùng tiêu tương tuy rằng phát hiện, nhưng lại không có nói rõ, biết đó là diệp thần phái đi âm thầm bảo hộ bọn họ, trong lòng không khỏi ấm chảy bắt đầu khởi động. Lăng tiêu tiểu cô nương kia người cũng không tệ, lão gia hỏa như lang gia có phải bị mù mắt hay không nhìn hai người rời đi sở linh ngọc biếu môi ngươi hiểu cái sắm diệp thần liếc sở linh ngọc một cái tiêu tương sư tỷ ta không phải là sử nữ nàng là người đầu tiên của hàng nhạc ta bị chủ tiểu chủ làm ô uế một đại thế gia sẽ cho phép thiếu chủ phu nhân của bọn họ là người như vậy còn có chuyện này sở linh ngọc thổn thức một tiếng nếu là nói như vậy lăng tiêu kia thật đúng là không sai không kéo vô dụng diệp thần trực tiếp đánh lại đề tài này liếc mắt nhìn ba hắc y nhân ngất xỉu cách đó không xa lại nhìn về phía sở linh ngọc ý tứ gì trong đó còn có một người là phó điện chủ của phân điện thứ 9 hàng nhạc a à, ký ức của bọn họ sở linh ngọc đã đem một khối ngọc giản đưa cho diệp thần đang lo làm sao lan lộn vào phân điện thứ 9 đây diệp thần thổn thức một tiếng lúc này bóp nát ngọc giản theo ngọc giản vỡ vụn trong ngọc giản lạc ấn ba người trí nhớ tất cả đều bị diệp thần nuốt vào trong thần hài thông qua trí nhớ hắn biết được phó điện chủ của phân điện thứ 9 kia là một tên ngu ngốc tên là trịnh liêu thực lực ở không minh thất trọng thiên dĩ nhiên là phó điện chủ của phân điện thứ 9 hàng nhạc hậu trường này không phải cứng rắn như bình thường diệp thần trầm ngâm thì giờ linh ngọc đã ngọc thủ đã dán vào lồng ngực diệp thần sau một khắc một đạo linh phù trong cơ thể diệp thần bị nàng bắt ra cẩn thận nhìn một chút chính là đạo khi thiên phủ chú ẩn nấp khí tức dương đỉnh thiên ngày xưa cho diệp thần. Người tại sao lại bắt ra cho ta, ta liền chỉ vào nó đục nước béo cò đây, diệp thần hô to gọi nhỏ.